Trong clip là hình ảnh một chiếc xe ô tô 5 chỗ đang cổ rẽ qua làn đường khác, trong khi ở đoạn đường này, theo quy định không được rẽ vì ngược chiều lưu thông với chiếc xe ô tô này, đồng thời là nơi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông của các phương tiện. Hành vi này không chỉ vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ mà còn ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Vì nếu chiếc xe này rẽ qua trong lúc các phương tiện khác lưu thông, nếu bất ngờ có thể dẫn đến tai nạn giao thông.